các anh chị hỏi nha chị Yến Vũ giùm em đi nha. Rồi coi chị Yến Vũ trả lời đi, rồi cái gì là em trả lời sau với các anh chị nha. Ăn rất là ngon, xương nó ít lắm chị, thịt thì nhiều nha chị nha. Dạ em bán này 200 nha chị, còn em bán 150 ký nha. Còn em cái này họ đổi 250 nha mọi người. Cái này em có hai loại, loại 1, loại 2. Một em bán 200, cái này loại 2 em bán 150 nha. Mà tuy nhỏ xíu mà ăn rất là ngon nha mọi người. Còn cái loại 1 á, cá thì bự lắm mọi người, thông cảm cho em nha. Em bán này là 1 ký 150 nha mọi người. Đây, cái này đúng 1 ký nha mọi người, loại 1 nha. Anh chị tham gia cùng nhiều cơ hội với em nha anh chị nha. Dạ xin lỗi cắt lời chị Thủy Tử nha. Dạ. Dạ, có anh Nguyễn Quốc, anh mới comment nè. À, anh lên mua trực tiếp luôn được không? Tại nhà anh rất là gần. Chị có biết chị nói dùm không? Anh Nguyễn Quốc á. Mua trực tiếp thì quá hay. Dạ. Mít lặn người à. Ghim rồi nè. Gì ghim 2 mít má. Ok anh ơi. Thế này ok. Anh ra đây em khuyến mãi điện tử cho anh luôn anh trời. Em khuyến mãi cho anh luôn, anh hứa làm luôn. Vậy cho địa chỉ địa chỉ em là 2228 Nguyễn Thế Thanh nha. Đối diện phường 2 quận 10. Đối diện bên em tại quán cà phê bán nem mà không anh chị ơi, cái này một cây em bán 25.000 anh chị. Dạ hai cái em bán 50, anh chị mua cái một cái 25.000, hai cái thì 50. Thôi anh chị mua một cặp nó dễ ăn hơn. Dạ lỡ một cái nó không đỡ thèm, nó con mua không kịp, không có đều. Dạ cái gì có đều một cặp nha anh chị nha. Dạ em vẫn bán ở chai lụa nha anh chị, 1 ký em bán 250 nha anh chị, ở chai bông em bán chị 1 ký 500 nha. Dạ cái này 130, cái này 1 ký 130. Anh Quang mua rồi mời cả nhóm đi nhậu nha. Ok anh. Cảm ơn anh nha. Ok anh em, anh nhậu 1 ngày với anh luôn nè. Anh qua đi anh ơi. Tụi em nhậu 1 ngày, em nhậu 1 ngày với anh luôn. Dạ chị Giang Phạm ơi, cho em xin phép em nhắc lại giá từng sản phẩm với chị Giang Phạm. Chả lụa là tụi em bán 250 một ký, nửa ký là một cây là chị Giang Phạm là 130.000. Trà bông là 500.000 một ký, nửa có một hũ nửa ký là 250. Và có hũ 2.500 nữa. Ôi, nồi bảo là 130.000. Và tụi em có bán thêm là nem chua là 25.000. Có anh bảo vào chơi mà. Bán rồi cảm ơn em, anh bảo có quà đồng rồi. Có hai loại. Dạ. Là một loại là một loại thứ nhất là 200.000 là bảo có quà tặng. Dạ chị ơi, bảo có quà nha chị. Bảo mới ra là chị ơi. Chào mọi người cái bảo ơi. Tặng nhóm. Rồi, sáu cảm ơn bảo nhiều nha, bảo tặng cho anh Sáu một chai chậm. Chầm nó để làm gì sao? Để uống thuốc, không ngoài là bỏ vô bụi trắng để uống. Không phải bỏ bụi trắng, bỏ bụi trắng cũng được, nhưng mà bỏ vô ra cái chai dầu trắng và dầu khó cho nó ra chất thuốc á, mình xúc nó. Đây là anh ơi, hút thuốc là hút gì nè? Hút sao đâu. Rồi cảm ơn Bảo rất nhiều. Bảo ơi, cảm ơn Bảo rất nhiều nha. Rồi bắt đầu cầm mình hút. Thôi đó, em còn nói cho em trong cái hút Bảo em biết. Em lúc này hả, cái gì hồi mới vợ sao rồi má, cầm mà cây đồ lộ hàng kìa má. Gái phải thì mỹ xíu má. Cảm ơn Bảo rồi nha. Gái nghiệp đó. Dạ em lúc này em cũng mập mập cái đầm bầu danh chiếc này chịu không nổi với tiểu tử rồi. Đúng rồi. Dạ ừ. Phải học chào nhóm B vui vẻ nè. Dạ má ơi, bà là má ơi. Má ơi, sao chịu nổi? Ông cầm đi giao hàng nè anh. Trời ơi, đỏ mặt luôn rồi má ơi. Danh đỏ mặt luôn rồi kìa, hôn cái đi. Trời ơi, đỏ mặt luôn rồi. Trời ơi, trời ơi. Hôn đào hoàng, cái này hôn giả dối. Có anh Hoàng Minh Phạm nè, đó
nói là tiện tự gái gái đẹp mà lông nách cũng nhìn kỳ quá. Em trời ơi, cảm ơn rồi. Có nách anh không có đâu. Xu mà na. Xu mà na. Không có, em không có nha. Em quát rồi mọi người ơi. Quát trên, quát dưới rồi. Ờ, ông Trần có nghe nha, nãy anh đó, anh mới thấy Khoa ở đâu ra, gần gần đây bên quận 10 nè. Hay là em đi bắt hồng đó. Đi khất thực. Bây giờ á, là nó chơi theo cái trend của ông xài Sư Minh Tuệ, hiểu không? Cái ông có quận 3, chẳng còn kế gì được là ông có quận 3. Ờ, quận 3, quận 10. Nhưng mà ông thấy quận 10. Ý là thấy Khoa ở quận 10. Thì đó, bây giờ ai là đi bắt hồng không? Thì quận công viên liền riêng là bên quận 10, bên quận 3 nó giáp danh luôn. Rồi anh chị ơi, chúng ta ủng hộ cho em nha chị nha, em bán hôm nay điện tử bán dầm nha mọi người. Gớt luôn chắc mày. Bán gì về giới thiệu đâu qua. Em bán 2 chai lụa nha mọi người. 1 ký chai lụa em bán là 250 1 ký nha. Chà bông em bán 1 ký 500 cho mọi người. Khô nữa má. Rồi khô. Nhanh tay đi còn chẳng tay nhìn hết nha mọi người ơi. Nhanh tay lẹ làng nha. Anh Thanh Nguyễn, mỗi người mua 1 ký loại gì để tao lòng yên bến với nhóm nha. Dạ anh Nguyễn hả? Cảm ơn anh chị ủng hộ cho em anh chị ơi. Anh ơi, anh mua anh chuyển khoản trước giúp tụi em anh. Em cảm ơn chị Hồng Loan nha. Anh chị ủng hộ cho em chị ơi, giờ người ta đừng nổi đi đâu mà dội mà già mà dấp mà đỡ mà già mà dân trên ghế lạc đến đây tham gia tham dự ký trả lại cho mình anh chị. Dạ bao anh bán 1 ký 500. Dạ cá khô, cá đu đù nha mọi người. Cá khô em bán 1 hộ, cá đu đù 200 một ký, nhỏ nhỏ 150 nha mọi người. Đó. Một cái dưới 150. Một cái dưới 150 ký nha. Với em bán nem nha mọi người, một cây nem 25 ngàn. 2 cây 50, anh chị mua 2 cây mới ngon, 1 cây ăn hết thì nửa mua nửa không có lắm nha, ngồi cho em nha. Chồng ơi. Chồng ơi. Bây giờ sao bữa nay em bị nước nghe đau đau. Đau giả. Đau giả. Phải là chỉ có màu 2 tháng chứ đâu nó cái sao đâu nha. Bọc bóc hả? Cái ngực nó nở ra. Chữa chữa ngực là má ơi. Đứng dậy má, coi vòng 1 ngày 3 coi. Anh chị ơi. Má ơi, má cái chừng rồi, má ơi. Được không mọi người? Đi show được không mọi người? Có cần lấy cái quạt, lấy cái giò nha, cái giò sung. Anh Thanh Nguyễn nói bao nhiêu người mua thì tôi lấy bấy nhiêu. Các bạn trên live dám chơi không? Ôi, cảm ơn anh nha. Là sao chưa hiểu? Cảm ơn anh nhiều nha. Là chưa hiểu ý ảnh này bao nhiêu người là anh mua bấy nhiêu rồi nha. Không hiểu. Chắc dành cho hai thể. Thôi. Thôi rồi, Danh ơi, thể hiện đi Danh ơi. Không có xạo đâu. Chưa con làm sao mà chịu nổi. Danh chịu láng cái tay rồi. Như mặt mà thấy là mày chịu chạy không? Không, con thích tay rồi. Có 2 thể rồi. Không có sao đâu trời, da đụng da chứ có chết chóc tay nào đâu. Người ta diễn thôi chứ làm gì thiệt. Ủa diễn, diễn ta đánh tay giả bộ. Không vậy là xấu ghen hay gì? Nó hung nó kệ thể hiện tình cảm kệ nó đi. Rồi cứ gì đâu mà ghen trời. Rồi xấu ghen mọi người ơi. Nó kệ nó đi. Rồi hung lại đi má. Thôi không dám hung nữa mấy người đó quá. Trời ơi mọi người nói quá, Danh mắc cỡ rồi. Thôi mắc cỡ quá. Danh giống như cái tivi hồi xưa á, có 2 thể 3. Thôi má, nó còn gì má. Mẹ ăn rồi. Không bị ế má. Thầy ba rồi. Con bị ế nha. Đó. Cảm ơn ế rồi. Cái lộ chia tay rồi chiếm giới chia tay. Còn lao quá. Không có chia tay nha. Chủ yếu là không lấy cái dễ ba ba đâu quên. Nè. Dễ rồi. 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 Danh ơi, ở bà xã đi kìa, chị đi tô phiếu kìa. Ôm đấy kìa. Vô rồi vậy.
sao kỳ quá, người ta tình cảm cái mọi người cứ nói này nói kia, vợ chồng người ta sợ, sợ làm gì sợ, làm gì sợ trời, chấp nhận làm gì sợ đúng không trời, anh thấy chết luôn á. À, cởi đồ ra đi, mẹ biết mẹ buồn. Để em cởi đồ đi, anh tôi nghe em cởi đồ ra. Mẹ biết mẹ buồn. Tiểu tử lừa đảo, bộ danh làm chuyện gì có lỗi với tiểu tử hay sao vậy? Tao nói đó không? Thôi, em phải đi tiểu tử ơi. Tại anh á, tại anh đó nên yên mình. Trời ơi, em không yêu bà cầm nghe, mọi người thôi. Mọi người yêu em bà cầm đi. Tiểu tử vừa bay bay bữa nay hết tình cảm. Mọi người ơi, bây giờ hướng dẫn ra cái kèo nha. Ví dụ mọi người một cô ủng hộ đi rồi danh lên quả hôn nè. Đó. Tiểu tử làm quá danh sợ. Bổ mồi luôn. Đó, nè ông nói là tiểu tử làm quá danh sợ. Đúng là người của anh đâu. Thì đó nè, ta nói đó. Rồi cảm ơn cả nhóm mà đại hướng dẫn nhiều. Rồi. À, mong cầm ở đây nè mọi người ơi, mới giao khô cho hướng dẫn nè, đó. Đó rồi đó. Ủa em ghê. Chị Nguyễn Thị Thu Hồng nói là thì danh mà lúc lưỡi hung tiểu tử hai cái mua hai chiếc khô ủng hộ. Rồi cảm ơn chị Nguyễn Thị Thu Hồng. Anh ơi chưa đủ đồ, chị ơi chưa đủ đồ phê chị ơi. Kìa. Dám lúc lưỡi tiểu tử hai cái thì ủng hộ kìa, cảm ơn chị Nguyễn Thị Thu Hồng mà. Thôi không được đâu, bể màn hình hết hung được rồi. Ông lưỡi kỳ quá. Có 2 kg ra đâu có được chị. Đâu có được không? Mẹ giờ tin tay luôn. Đúng rồi. Khi mới quen nhau anh nay nắm tay anh dặn dò. Khi mới quen nhau đi nắm cô cô dò. Nói cô anh dò dò. Anh dò dò thằng con mò duyên. Vậy nên mình gái cho mọi người vui đi. Diễn đi má ơi, má cặp kẹo đồ, đã đóng vai vợ chồng mà, ủa đang đóng phim mà. Danh nghe đúng lửa tiểu tử danh muốn xỉu. Đóng là phải đóng cho đạt chứ. Danh hùng anh ông xã ơi đi, ông xã ơi. Xã ơi, gì em? Đó, thì chọn thử. Không. Thử đi. Mở cái lại dùng. Ủa sao không danh rồi? Thằng nào? Để anh suy nghĩ thì ra. Chính tỏ nó thương em đúng không? Cả đời cho ta xỉu. Rồi. Anh nói đi cái gì kìa đó, đó thấy chưa mọi người, thấy chưa đó đồ giọng có chưa mọi người, đó ôm nhau luôn rồi nha, em thấy là thọt cái tay xuống bóp mông rồi nha mọi người. Danh dắt tiểu tử vô toilet làm một cái đi, chị có đủ độ dâm chưa vậy? Danh sợ rồi nè, chị Thu Hằng nói là danh sợ rồi, chị Hằng mới ủng hộ ký cô đó. Trời cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Chưa có sợ đâu chị ơi, em thấy em thò tay xuống nó bóp cái mông rồi chị ơi. Bóp mông thôi, nó bóp gì đâu. Trả danh về cho mộng cầm đi tiện tử ơi. Để cho bà cầm hết. Úng úng. Nói là để cho mộng cầm hết. Cầm thấy sao cầm? Không có gì không. Để nó sát vô ra ngoài. Không thấy gì đâu mà. Ra bớt đi. Thiệt nha. Cũng nghĩ là anh em chị em trong nhóm vui thôi. Vậy bà qua cho anh Chánh ôm bà, vui dữ chưa? Chanh hung mà, nè, chanh hung mà, để tự mấy cái ủng hộ mấy cái đồng má. Đừng có đồng má lao, không có, đồng tào lao, đồng tào lao đó. Chị khoảng đi ông liền. Mở quật chị Sáu gì kìa. Đồng tào lao. Ủa chị Sáu là chị Sáu quận 12, chị Sáu con đảo mà. Vui thôi sao mà khóc. Kìa, còn tính Nam nói là bà vui sao bà khóc. Bà hỏi kìa cầm. Thôi mình cũng coi như cái clip hả, cũng vui. Mà diễn sâu quá cơ hả, cũng không có được vui. Trời ơi, diễn sâu quá không được vui. Ai không vui, ai không vui. Bà không vui chứ ai vui. Ở đây ta cười quá trời luôn, không vui. Anh ơi, chồng ơi, chồng thấy mình đẹp không chồng? Đẹp em. Em ơi, suốt đêm thầm. Mộng cầm có bán khô không? Mộng cầm có bán khô gà không kìa? Bán luôn. Khô heo. Dạ anh chị tham gia 5 triệu ủng hộ cho em anh chị ơi. Nè chị nói chị Nguyễn nói nè, tôi ghét mà cầm nói câu chỉ là bạn bè thôi. Nghe nó ghét. Yêu danh nói hậu, nó nói đại đi mà. Đó bà trả lời đi, bà trả lời chị Jesse đi. Sao yêu thì nói yêu. Ủa pháp luật này đâu có cấm đâu. Tự ngày hôm qua là cầm nó nhắn tin ở trong cái danh lên đưa lên á thì người ta đã biết là cầm thương danh rồi, tự gì là nhắn tin trong đó là nó là thương danh.
nên bây giờ trên clip là người ta biết là một cặp đôi danh thật sự. Có sao không? Mình có sao thì mình nói vậy. Bà chưa chồng nó chưa vợ, hai đứa người đến với nhau cũng bình thường thôi, có gì đâu. Tôi chấp nhận cho người đến sao mà. Thì Nguyễn Ngọc Thượng đi chơi hết nè, sò lòn đó có gì vô. Nên sò lòn đúng rồi đó, Nguyễn Ngọc Thượng đi chơi. Đi tôi cười ha rồi. Nè đúng rồi nè, đồng tính nam đồng tính nữ như là cầm xạo mà hai quật đấu nhau. Tôi đánh đứng giữa là sò lòn đó. Quá đúng hết. Quá. Đi Mạnh Thường Quân ơi. Nhưng mà tại sao mà anh có tiền cái em mua cái mì anh điện ngọt của anh? Nhưng em dậy trễ anh không có kêu. Ủa, khỏi em lại gì đúng không? Quá. Em đi đâu rồi? Em đi cửa. Tại sao mà anh không điện anh điện vợ rồi? Vợ ơi, mua mì cho anh ăn đi. Em cũng chẳng em mua cho anh thì mà anh nghĩ sao anh đưa cho. Sao vậy kêu anh đi? Hả? Sao vậy kêu? Anh điện một lần ngồi trong cái chuyến anh điện tiếng ai nữa? Alo, như lấy dưa leo cà đồ chua nha. Trời ơi, trời ơi, sao gần nổ rồi? Nè, còn sao chua nói nghe mà sao thế nè, alo em nghe nè anh, trời ơi con này em muốn gã gần.